mình nói chuyện không à, mà anh không có nói chuyện, anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực, năm nay em 30 tuổi, tại em đang làm nhân viên quản trị mạng, em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên, em năm nay 26 tuổi, công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét đó, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có thèm để ý ông này đâu, anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm nên chẳng. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là như thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng chờ lâu lắm rồi, cơn chờ dạ, cũng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô rồi. Mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng, đúng không? Sao rồi mình nói ông này vậy là không được rồi, thôi dạ bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà, thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Có nghĩa là sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng không? Rồi. Ủa em Thuận sao em té vậy, bộ đồng cảm hả? Không phải đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó thấy chưa? Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ, lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm.
hai vợ chồng cứ dụ như anh chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng. Xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Cuối tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Ơi dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á, là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi, thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu sao anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Xong rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm. Mà cái đó thì em chắc lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả, ông trực hả, ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông chụp nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ. Tại như em nói đó. Dạ. Múp mẩm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá. Từ khi lấy vợ về là em lên 10kg. Là vợ dạ. Em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi, Trực bụng bự quá không thấy cái cổ nó đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em ăn bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có, cái lúc dạ. Mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn con. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc là đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu là đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Ồ hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh mẹ nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to. Cân nặng cũng to nữa cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ, mà do là em ăn nhiều quá đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa.
mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là anh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không, về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả dí lắm, mỗi lần đi đâu mà thường xuyên ví dụ như đi chợ hay gì là anh kêu lấy xe kẻ địch đi đi chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Rồi kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Ừ. Dạ vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn đó. Vậy thôi bên này, này không mong là... muốn thay đổi điều gì bên này kia. Gia đình là thì... quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha, coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Mà chồng thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhưng mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Dạ cảm ơn. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này. Xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào? Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị. Rồi. Sách của Hương hả? Dạ vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt ấm chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi này, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè. Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí. Của người yêu cũ anh. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Nên là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không? Trên sân khấu này. Dạ vâng. Ok. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Rồi. Nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái là chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy
ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi. Xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần này, xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi. Có hết những rằng... cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà có... em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả, mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế, mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi, và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt thêm một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rầm rầm, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rầm luôn đấy. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó, là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí, để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa, bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân, cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này, bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô mấy đi cùng là như thế nào. Mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn, để nếu như mà em thấy còn lòng ngoằng là em sẽ không dính dáng gì cả. Nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Thế nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân, đúng rồi, trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức, mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố, và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm, và em muốn cho anh ấy một cơ hội, và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó. Em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm có mấy cái việc này, bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đông này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi là quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào?
Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân, rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định, rồi mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến bạn cái nỗi như mà thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để, thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi không đúng rồi luôn, hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá, chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu, mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn, là sẽ đến làm công việc đến khá muộn, ít nhất phải 11-12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9-10 giờ đi ngủ, xong rồi 4:30-5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Thì em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em, khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là theo chị là nó không phải là tật xấu đâu, bởi vì tính chất công việc của hai người. Sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập. Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa, không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ, tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ, vợ ơi anh đi nhá, đây nhẫn anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo toàn đấy mày yêu tao đi, thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không. Thế xong bắt đầu là anh xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Và em cũng để cho anh ấy khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như thế nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy. Nó tím xỉu luôn. Thế này thì anh đánh một người anh cho em thấy nè. Thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá vậy. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Một tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn quả vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vặt đi. Chị ơi, ví dụ nhá. Trời lắm, cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ấy ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em.
xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này, xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè, xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó, xong rồi em nhìn anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng nghe cái cách của phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc ấy, ngồi làm việc mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho, em không cho ăn, bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách, mà em thính như nào mà mẹ ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có ba người bao giờ cũng vui hơn nhà có hai người. Vui ha, nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi. Em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ Thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình. Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự nhiên muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy Toàn biết đàn á. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ nếu vậy thì giờ Toàn đời Hương hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn không? Thế cho em xin phép tặng okay. Một chương trình một bài ạ. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em thương, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, cảm ơn các em nhiều lắm. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi,
tiếng xét ai tình. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày á mới cho nhanh. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình. Cái là... giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á, xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi mà chỉ có muốn mình anh ảnh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em qua đùng cái cho anh này anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Luôn, chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vy nó mới, thằng đó mới chở con Vy về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận mà máu sáu cơn lắc ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe hoặc ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu?
Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì... em sao? Lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà. Vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn. Lúc cuối cùng em làm sao mà... thì em thì vẫn cứ theo đuổi vợ em. Thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào đó của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip yêu tin 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là ê mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao và hai thằng kè Vi về không? Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng rằng bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào vào đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài, dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn luôn. Dòng ở dưới nó có mấy cái vô cộng nữa không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á ngồi mà ngoáy mũi ra không sao, không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng, hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ không muốn làm. Thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà á, em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi. Thì em mới cầm hết đống đồ đó đi, em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm lên giường giật đùng 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 lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần nó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới giặt. Trời ơi. Rồi tiếp đi em. Tiếp, anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha, là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên, nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Trời ơi, đau không? Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết kêu, anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau búp. Ủa chị mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó? Dạ trời. Có 2 đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Là mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đời chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được.
cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em á thì em mong muốn vợ em á là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn, nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang có rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền. Còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, anh cứ từ từ á, tính anh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn anh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất á là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Mà chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn em chị. Hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Lúc đầu nhìn thấy Cao Cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi anh đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, dạ. Chào anh chị. Chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó. Hai, cô đi. Hai, konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, và vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy Cao Cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Rồi giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này á, anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là
cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó, chứ không em không có nghĩ là cổ nói cổ vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ lúc đó em chỉ nói giỡn, tại vì em tính em rất là em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người, em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết á. À tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mê đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại, thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật, rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em là em học chuyên ngành tiếng Nhật, rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học, xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi, nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe, cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật đi luôn, không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật á, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ, thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh đã trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui rồi. Đó, chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào vào cái đại cái hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình đó là vạch mặt nhau. Đó. Đó, bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có thật xấu gì không? Dạ chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim, mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miếng tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ rồi gì nữa? Dạ với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ đừng có mua rau lang rau muống nha, hỏi anh không thích ăn đâu, nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bả cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em tua lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á, chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha, chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái đó. Trời ơi, ổng nhét là chồng á, mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200, nhét là chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa.
ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình. Chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5 giờ 10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5 giờ rưỡi anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á, là em lúc ở bên Nhật á, là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày mà cày chương trình của Nhật hay của Việt Nam? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, miết ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi, đăng ký đi, cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em ạ. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn hai em. Rồi, cho. Rồi vậy thì bây giờ em có muốn mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biến nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em mong muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Nhắn nguyên một tuần vậy đó, sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ cũng xí, xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là
chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn gì? Cứ hỏi em đang làm gì đó. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ còn sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cua bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ đó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em . Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời, em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng rồi. Những cái người ở trong xóm người ta đi qua đi lại . Người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất cái bông trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới nghĩ em chạy bao. Em kêu trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cả, đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ ảnh luôn á chứ cho chở hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè. Trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nữa, em hỏi thẳng, em đừng sợ có... Sợ chứ, em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ. Cầm trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em ơi em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hung môi? Ồ hung môi. Hung môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hung môi một
ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hung xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hung nữa, em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi, hai đứa ngồi hung nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn, không biết là hiểu hả? Hửa quên gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lang chung á, dạ, anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại, hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là đúng rồi, tới sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ, xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn cái gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ có. Nhưng dữ không. Luôn. Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt. Rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng tại con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá, nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design chẳng đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá thôi. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh.